đó nha, vừa xong luôn nha các bạn. Đó, chuẩn bị cắt cái miếng này quá. Ê, quay đầu xuống nè. Các bạn nhớ ấn đăng ký like ủng hộ cho mình đi nha các bạn. Đây, dưới cái ô này cũng nhỏ à. Rồi, xuống lúa trước rồi. Xả bồn luôn. Đây, bà chủ ruộng bà ngồi bà cười hoài nè các bạn ơi. Đó. Rồi. Đó, mấy ảnh đang xả bồn nữa ha. Rồi, hết luôn. Xong rồi đó. Nhiều đó. Bồn mình đây. Đây, hết rồi. Rồi, lấy bao các bạn ơi. Chạy dữ rồi. Rồi, giật mẫu xuống nha các bạn. Ôi ôi, chạy cái một nha. Rồi, chạy mình luôn. Chạy mình luôn. Cái ô này nhỏ nha. Cho bác tài chạy mình luôn rồi. Rồi. Ở đây máy cổ lúa vô tới nè các bạn ơi. Đó. Rồi bác tài xuống rồi. Xi bay quá. Rồi, mấy anh em đứng trên bờ nè các bạn chờ nè. Đó và chủ đất ngồi nhìn nữa nè. Thích cái anh nè gì á. Đó, bên đây máy cổ lúa chở vô đó các bạn ơi. Vừa ngang cái bà mẫu khúc này đào rồi hay gì. Nó xuống nè. Nó quanh trở lên cái bà mẫu đây nè. Đó, lên dốc đó. Tháng này chở như vậy là hơi nhiều nha các bạn. Tháng nước mà. Đó, vô tới bờ rồi các bạn ơi, vô tới bãi chắc lúa rồi ha. Đó, mấy anh em này chuẩn bị ăn cơm nha các bạn. Đều móc lúa nha. Đó, bắt đầu mình đi móc lúa các bạn ơi, trời nghe trời gầm. Móc lúa miếng ruộng kế bên nha, cái đồng bên đây mới cắt mở đồng được hai miếng nha các bạn, hai miếng nè, còn khúc ngoài kia còn dặn thật hết nè. Đó, trời bắt đầu chuyển mưa các bạn ơi. Chủ ghe lúa, ủa chủ ruộng chùm lúa lại nha các bạn. Đó, đẩy cao su hết rồi đó ha. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Đó, có chị ghe ở bên cái khúc cặp vách tường đang móc lúa kìa. Đó, giờ miếng đất này với cái miếng đất này cũng nhỏ, không có lớn nha các bạn. Tới cái đầu đó là quay trở lại vậy ha. Có cái khúc đầu dưới đây lúa nó xanh mấy lúng nè. Khúc dưới đây ngay khúc sòng bơm nữa. Đó, cái ô bên đây xong rồi tới cái ô bên kia luôn nha các bạn. Đó, ngay đầu đó cũng xanh lè đó, chỗ cái đầu cây. Đó, thả giạc xuống nè nha.
liền cái máy luôn. Ôi rồi lội xuống. Có cái đầu khúc cái sầm bơm này có nước à. Rồi cắt xuống lại. À tới luôn quá. Rồi tới luôn rồi. Rồi xuống ngay sầm bơm luôn các bạn ơi. Thôi thôi chưa tới. Chưa xuống. Lúc này lúa còn xanh dần ha. Ôi lúng kìa. Nghe cái máy luôn kìa. Có lúng quýu cái đít lại luôn. Đó, bác tài thả giạt xuống lại nè nha. Bơm luôn quá. Rồi, vô cái sầm bơm luôn các bạn ơi. Đó, ngay chỗ xanh này nè. Rồi, sao? Cắt cái lối đã không? Đó là giữa hai lối.